Ok, chào mừng em trở lại trận nồi của Minh Kiều nha. Thì hôm nay sự kiện cốt 3600 vô xu phần trăm vô xu hoàn trả đã quay trở lại anh em này. Sự kiện siêu cốt cực ngon, và hôm nay sẽ vẫn làm event cho anh em nhá. Thể lệ chơi cực kỳ đơn giản, like, đăng ký kênh và comment hai số ở dưới cái clip này nhá. Thì hiện tại là cốt vô xu nó đang bị lỗi, nên là trong chiều tối nay tôi sẽ làm thêm một chiều tối nay tôi sẽ nhập cốt và ngày mai sẽ tiến hành trao thưởng cho anh em nhá. Còn bây giờ tôi sẽ đi trước clip và tôi sẽ đi ăn trước cái quả cốt tích nạp 7 ngày này. Úi giời ơi, quá ngon anh em ơi. Đây cốt tích nạp 7 ngày nhá. Tiếp này. Đây cốt tích nạp 7 ngày 180k 7 ngày liên tục này. Úi giời ơi, quá ngon. Thì thể lệ chơi cực kỳ đơn giản. Like, đăng ký kênh và comment hai số ở dưới clip này, phần thưởng của anh em sẽ nhận được là 1500 kim cương và 5 thẻ chứng mộ hạng giờ nhá. Quá ngon, quá đơn giản. Ok, còn clip ngày hôm nay là tôi sẽ gửi đến cho anh em quả kèo là Siki mắc kỹ năng SP ở trong Việt Nam ở hai người chơi là Vladimir và Kaido Sằng nhá, để xem Siki mắc kỹ năng SP và Yamato mắc kỹ năng SP xem lượng sát thương nó như thế nào anh em nhá. Let's go. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này, đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nhá, uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nhá, có quả kèo đĩa này hôm qua là tôi cũng đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo ba cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nhá, bắn cá, các kiểu game hot mini game rất nhiều này, xổ số 3D, poker và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 này đây. Ui giời, hôm nay điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đồ thật nhá, đồ thật anh em này, đổi ra được đồ thật này. Đây và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú với con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhá. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp của con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR banking, internet banking các kiểu con đà điểu anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức cái con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Được rồi. Đổi thưởng là có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã làm một củ vào rồi. Có thể rút được, đây anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em mà liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây. Lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây. Còn quả này nó xem nào, cầu nào đây. Đang theo cầu tài à. Làm 50k vào xỉu nào. 50k vào xỉu để xem con kèo nhân phẩm của mình nào. Kết thúc. Cái gì? Úi giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi. Quá dễ chơi, thế là đã có một quả kèo cáp nạp rồi. Thôi. Nhân phẩm test ở đây nhá. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này, anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nhá. Nếu mà anh em muốn chơi tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Đây là vòng của Kaido Sằng anh em ơi. Kaido Sằng VS với Double Bình. Thì Kaido Sằng đây. Kaido Sằng sở hữu con Siki mắc kỹ năng SP anh em ạ, thiếu đúng một điểm, nhưng mà Siki chỉ cần nhảy là mắc rồi. Siki cần này mắc nhá. Thì chúng ta xem này, sát thương bạo kích của Kaido Sằng là 281%. Bạo kích, tỷ lệ bạo kích là 52. Đây là tỷ lệ bạo kích anh em nhá. Nhấn mạnh là đây là tỷ lệ bạo kích này. Tỷ lệ bạo kích ở đây là 52% và tấn công là 233 cành. Chỉ số như thế này là mém chuẩn. Thiếu 3 cái này khoảng 3% nữa là chuẩn. Còn thì sát thương bạo kích này là ngon và tấn công như thế này là ở mức ngon anh em nhá. Đây xem ba cái build gì này. Xuyên thấu và chấn động này. Ok, chấn động cho con Siki này chơi ok nhá, chơi vô tư anh em nhá. Tịnh hóa cuồng nộ này, sát thương bạo kích tăng. Nếu mà bác ấy thay được cái quả cuồng nộ này bằng thần lực thì tôi nghĩ là ngon hơn. Vì sao? Sát thương bạo kích ở đây là bạn tăng 30%. Thì cái sát thương bạo kích ở này ở cái ngưỡng là 250% là ổn ngon rồi anh em ạ. Ổn ngon rồi nhá. Còn đâu tấn công anh em nên build nhiều một chút thì tôi nghĩ là đẹp hơn đấy. Cái này nếu mà cuồng nộ này thay được bằng thần lực thì tôi nghĩ là sẽ ngon hơn. Đây là chơi bộ phụ huy hiệu là full dam cho Siki là ngon, vô tư. Còn Siki này nếu mà có tịnh hóa anh em chơi được cái quả bộ full dam mà tốc độ vừa phải này cũng được. Vì lực chiến ở đây đã đạt đến ngưỡng 8 triệu anh em nha. Ngưỡng 8 triệu rồi, không thể sốc sát thương là chết được con Siki đâu. Con Siki này không thể nào, ông nào có thể sốc sát thương chết Siki được. Đến double bình này.
Lực chiến là 6,7 triệu, kém khoảng hơn 1 triệu. Kém khoảng hơn 1 triệu anh em nha. Thì nhà Mato là gần Mac, à quên, Marco gần Mac kỹ năng AP, lông đen gần Mac kỹ năng SP này. Ok, quá kinh khủng tạm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem cái quả kèo này luôn anh em nha. Để xem có thêm yếu tố gì không. Anh ba San Di luôn này. Ui khét nhờ, 4244 này. Ui, được. Quả kèo hiếm đấy anh em ạ. Lông đen nào, để xem lông đen này build như nào nào. 2,3 triệu này, 25664. Có chấn động không? Không chấn động thì lượng sát thương sẽ ở mức trung bình. Trung bình khá. Vào xem này. Đấy nhá, để xem CK để ngay team 1 thể hiện nào này. Một like, một đăng kênh ủng hộ ở kèo này anh em ơi. Ui dồi ôi, sút phản hồi 2,2 máu. Thì hôm qua là chủ tịch Chopper của chúng ta đã chính thức ra mắt. Chủ tịch Chopper chính thức ra mắt anh em nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi quả kèo chủ tịch Chopper mắc khi đang HP ở thời gian sớm nhất trên kênh của Minh Kiều nhá. Đây, đạp chưa một của CK đây. Khi vào trạng thái liên kích hoàn hảo là sẽ lượng sát thương sẽ lớn hơn. Mà vừa rồi cũng là chỉ được 1,4 triệu thôi anh em ạ. Thì team của bác cái đô sàng ở bên tay trái hơn team của double bình ở bên tay phải là khoảng hơn 1 triệu được chiến. Còn đây là hai cụ sáu đến từ anh dài Marco, zip một phát từ lông đen nào. Vẫn không thể nhìn sướng mắt bằng lông đen hello anh em ạ. 5,7 này. 1,5 triệu này. 1,5 triệu đến từ Kaido. Kaido sằng, phải chơi Kaido là đúng rồi. Kaido sằng mà không chơi Kaido nữa thì còn gì là Kaido sằng nữa anh em. 355k. Còn đây là Shiki 3,2 triệu. Đây là trạng thái liên kết hoàn hảo à, xem bao nhiêu đây. 10 củ ạ. Ui giời, ui dụng luôn ba con tướng bên đội bạn ạ. Nhìn chung là cũng khét đấy. Nhìn chung là cũng khét anh em ạ. Khét chưa? Để kết liễu được con Shiki này là sẽ rất là khó. Tí nữa chúng ta sẽ vào xem quả kèo Shiki và Yamato ở chung một team luôn. Để chúng ta sẽ đọ sát thương luôn nhá. Đọ sát thương luôn đến từ người chơi Vladimir Putin. Nếu mà có rất nhiều anh em hỏi là anh ơi con lông đen build như nào có khỏe. Thì nếu mà anh em nào đạt đến cái ngưỡng lực chiến 7 triệu rồi đấy. Thì có thể tham khảo cái clip tôi build, clip lông đen của Hello nhá. Clip lông đen của Hello mà tôi đã úp ở rất nhiều trong thời gian gần đây đấy. Đấy là clip build của lông đen anh em ạ. Thật sự thì cái ngưỡng 55% tỷ lệ bạo kích, 250% sát thương bạo kích và attack càng nhiều càng tốt là cái mức mà tôi đã test cộng như là đã theo dõi rất nhiều các trận đấu ở trên thế giới anh em nhá, trên thế giới luôn đấy. Ở trên ba cụm máy chủ là Hàn Xẻng, Âu và Việt. Thì tôi thấy cái ngưỡng đấy là tất cả các con tướng sát thương áp dụng vào đều ngon. Đều ngon hết anh em nhá, đều ngon hết. Chỉ trừ duy nhất một con Yang Li sau này thôi. Con Yang Li là nó cộng sát thương bạo kích thẳng mặt rồi. Nên là anh em phải build con đấy attack càng nhiều càng ít nhá. Con Yang Li sau này sẽ phải build theo một hướng khác. Attack càng nhiều càng ít. 2,2 triệu từ lông đen này. 1,2 triệu. Thì những cái con mà có nội tại cộng sát thương bạo kích cộng dồn ấy, hoặc là bạo kích cộng dồn thì cái lúc đấy anh em sẽ điều chỉnh lại sau. Còn những con tướng cũ này bây giờ thì ít, không có, hầu như là không có. Lượng cộng rất thấp anh em nhá. Lượng cộng dồn hầu như là không có và rất thấp. 4,6 triệu này. Không có liên kích, không có sát chiêu hoàn hảo. Sợ nhỉ. Tìm một cái đâu sáng thế này, khả năng là Hello là vẫn căng. Nhưng mà vẫn căng thôi. Nhưng mà tôi vẫn đặt niềm tin vào Hello anh em ạ. Vẫn đặt niềm tin vào con lông đen của Hello. Khi đánh trước Kaido Sằng. Chúng ta cùng xem trận đấu giữa Kaido Sằng và Hello sẽ diễn ra nhầm nhá. Khét đấy. Kèo này nhìn chung là cũng khét đấy. Shiki sư tử vàng Shiki. Đố anh em biết là Shiki này chân này là đã chạm đất chưa? Chân này là đã chạm đất hay là đang bay? Hình như là chạm đất thì sao nhỉ? Không zoom được to lên nhỉ? Không zoom được to lên anh em ạ. Quả kèo này sư tử vàng, sư tử bay Shiki mà chân lại chạm đất như này là không ổn rồi. Đây Santorio Ogi này. Còn Santorio Ogi này thì nếu mà anh em mắc cái hệ hải tặc đấy, hệ hồi ý hệ hải tặc ấy, nó chém bút lắm anh em ạ. Nó chém Marco gọi là cực kỳ bút luôn. 5,1 triệu này. Đến từ Kaido Sằng. Hai bên đều sở hữu Kaido Sằng. Và thậm chí Kaido Sằng còn chưa mắc kỹ năng SP cho Kaido kìa. Mà ông Double Bình lại không phải là Kaido Sằng mà lại mắc kỹ năng SP cho Kaido Sằng. À. Nhưng mà nhìn chung là sát thương của Shiki vẫn chưa đạt được cái độ ảo diệu bằng con lông đen. Con lông đen anh em ạ.
thật sự là lông đen ở xem vào Việt Nam rít sát thương ảo diệu vãi, thật sự rít thương ảo diệu vãi. Hôm nọ cho mấy ông bên EU xem clip lông đen rít 53 triệu ở trong phó bản cộng với cả rít 30 triệu ở trong PVP đáy quần anh em ạ. Mình đang ở trong nhóm Discord của một nhóm Discord riêng ở trong cụm trong bài EU cho mấy ông xem đáy quần luôn. Ông hỏi là làm cách nào vậy, làm cách nào vậy, đây có 4.3 thế này anh em nhìn chưa, 4.3 này, 4.9 này vẫn không thể đạt đến cái đẳng cấp của Hello được. Hai củ 8 này. Đấy, Shiki là một cái con bài phải nói là đánh theo nhân phẩm đấy. Chính thức là con kèo, quả kèo Shiki là quả kèo đánh theo nhân phẩm nhá. Anh em nào hên thì sẽ lên kích vào ulti, còn nếu anh em nào đen thì nịt. Vì cái ulti của Shiki ấy, và cũng cái như cái chiêu 1 của Shiki nó chỉ có 40% lên kích thôi anh em ạ. Còn nếu cái đá lên kích của anh em thì nó đã chuyển toàn bộ lên kích thành sát thương. Còn đâu nội tại của Shiki là chỉ có 40% khi mắc SP. Úi dồi ôi, 9.2 cũng buốt đây anh em ạ, cũng buốt đây, chiêu 1 của Shiki cũng buốt đây. Khi mắc SP thì nó chỉ có 40% tỷ lệ liên kích hoàn hảo thôi nhá. Còn thêm một cái mảng nữa là nếu mà so sánh giữa Shiki và Yamato thì Shiki sẽ trâu hơn Yamato về cái mảng thủ anh em ạ. Còn lượng sát thương thì tôi đánh giá là ngang phân, ngang phân. Còn đâu Shiki sẽ trâu hơn Yamato ở cái mảng thủ, vì khi ăn sát thương chí mạng là Shiki sẽ ngay lập tức hồi máu và sẽ rơi vào trạng thái giải hải tặc bay. Ở trong cái trạng thái hải tặc bay thì nó sẽ miễn nhiễm với toàn bộ khống chế trong vòng 4 round, miễn nhiễm toàn bộ debuff và khống chế trong vòng 4 round và không thể hóa giải anh em nhá. Khét, nhìn chung là khét đấy, 4 round không phải ít nha. Marco thì thêm một thông tin cập nhật nữa là con Yang Rayleigh và con Luffy Gear 4 chính thức vào dương chiêu mộ như ý ở bên server Trung Quốc anh em nhá. Chính thức là vào dương chiêu mộ như ý ở bên server Trung Quốc rồi. Nên là anh em nông dân ở xem vào Việt Nam, tất cả các anh em sau này đều sẽ được trải nghiệm siêu tướng hết, đều được trải nghiệm siêu tướng meta. Được chưa? Quá ngon. Một con game đồ họa 3D bám sát cốt truyện. Ở bên EU thì phải nói là bám cực kỳ sát cốt truyện, đang ra các tướng ở meta Onigashima bám cực kỳ sát cốt truyện luôn. Đây theo ý kiến cá nhân của Kiều đánh giá là một con game về thể loại đánh theo lượt hay nhất ở thể loại game 1P thời điểm hiện tại anh em nhá. Đánh theo lượt đấy. Còn nếu mà game PK đối kháng mà tự mình điều khiển thì là tôi đánh giá là game 1P Fighting Pass là hay nhất. Xếp thứ hai là con 1P Bounty Road. Nếu mà anh em hứng thú với con game 1P Bounty Road thì sau này tôi cũng có thể chơi. Đây. Úi dồi, lượng sát thương của Shiki Chang đây, 29 triệu 7 round, 22 triệu 4 round và 29 triệu 4 round, nhìn chung là cũng khét đấy. Cũng khét anh em ạ, trong thực chiến đánh này cũng khét đấy. Ok, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với quả kèo Moon. À nhầm, có kèo Vladimir anh em nhá. Let's go. Ok 500 anh em, bây giờ sẽ đến ngay một kèo Vladimir Putin vs MH Chivas anh em ơi. Để xem Vladimir uống Chivas như thế nào này. 7.560.000 sở hữu con lông đen, xem mức là quỷ bị thân thể này. 59 240 207. Này thay bằng thân thể lại thay bằng thần lực thì đẹp hơn. Anh em yên tâm đi, cái thân thể này ấy, nó sẽ không dội được. Nếu mà anh em bị tranh lực chiến quá nhiều ấy thì anh em đừng quá mong chờ vào cái thân thể này, nó sẽ không cứu được anh em quá nhiều đâu. Thay vì đó anh em sẽ build sát thương tối đa cho lông đen thì còn có cơ hội lật kèo cao hơn, tôi nghĩ là như vậy. Còn đây là con CK mắc kỹ năng SP nhá, mắc kỹ năng SP, không biết là có kèo mắc kỹ năng SP tái đấu của Moon và Vladimir sẽ như nào, để xem Vladimir có vượt qua được con gà Tây không đã đây này. Nhưng mà để tôi xem nào, tương quan chưa chắc khoai đấy, nhưng mà nếu mà nhìn chất tướng này thì cũng chưa biết rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay là đánh giá quả kèo Vladimir với cả ấy đã trước nhá. Vladimir với cả Chivas trước này. Xem nào. 286 51 223. Ok. Cái này thì tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích và tấn công như này là tấn công này hơi thấp nhá.
thân thể này, ai ủa build lại còn build cho thân thể cho Shiki này thì nó trâu lắm anh em ạ. Tinh chuẩn, trước tôi có test tinh chuẩn vào con Shiki này rồi thì tôi thấy nó cũng không quá hiệu quả, nên là có một đợt là tôi đã bỏ cái tinh chuẩn này đi để xem ở Việt Nam nó sẽ như nào nhá. Tịnh hóa này, ok, kể thay quả thân thể này bằng đó xem nào. Thay quả thân thể này bằng thần lực thì đẹp. Trời khô máu Shiki chúng ta không cần phải quá thủ này đâu, nên cần phải cố thủ này anh em ạ. Để xem nào, đây MH chỉ vát này 7.56 và kém 1.5 triệu vào kèo này anh em nhá. À từ, quên. Tôi chưa xem con Yamato của Vladimir này. Để xem so sánh lượng sát thương nhá. Tỷ lệ bạo kích 63%, sát thương bạo kích là 238 và tấn công là 234.000 anh em nhá. Đây, cái lượng tấn công như này mới gọi là ổn nè, như này mới gọi là ổn áp nè. Cũng build thân thể luôn. Ui. Chấn động nè. Đấy, cái lượng attack như này mới là ổn anh em ơi. Với lượng 8 triệu lực chiến, lượng attack như này mới là tạm ổn nhá. Sát thương bạo kích hơi thấp một chút nhẹ thôi, thiếu khoảng 12%. Để xem so sánh, đây cũng gần mắc kỹ năng MP, thiếu đúng 1 điểm này. Để xem lượng sát thương của Shiki và Yamato nó sẽ như thế nào anh em nhá. Hai con tướng truyền kỳ xếp chung một team luôn. Quá khét đến từ Vladimir. Sợ thật, hai con tướng truyền kỳ mạnh nhất sẽ vào Việt Nam xếp chung một team luôn ạ. Quá khỏe. Quá giàu và quá khỏe. 5.3 này. 1 điểm nghiêng về Shiki về mảng sát thương chiêu 1. Sợ quá, giàu quá khỏe. Chỉ những gọi là đại gia thực thụ người ta mới chơi được quả kèo hai con truyền kỳ như thế này thôi anh em ạ. Nhưng phải nói là cái cụm của Vladimir này hay, cụm của Vladimir này chơi sướng, có nhiều ông khỏe chơi đầu tư và chơi lỗng sướng. 6 triệu Shiki à, quên rồi, kinh xăng này, kinh nhập vua xăng. Shiki 1.4 triệu lên kích, nhìn thấy cái quả này thấp rồi. Viên đấm một quả nổ đen mà cũng được 2.4 triệu đây. Đây bây giờ Yamato rồi xả. Ui dồi ôi, vừa vào Yamato nó xả ngay bom đạn thế này thì sống làm sao được. Con quan rồi. Con Marco bên kia có 10 sao thôi ạ. À. Còn đây là vô thị năng nha của Yamato, mắc kỹ năng SP, thiếu 1 điểm này, 96.6. Ủa. Đấy. Thật sự là những cái con này anh em build nhiều attack vào thì nó nổ đam nó mới trâu được. Thật sự là phải build, anh em phải build nhiều attack vào nhá. Đến cái tầm cái ngưỡng 8 triệu lực chiến ấy thì attack cao nó đang ở tầm 240k đến 245k. Còn nó attack trung bình nó sẽ rơi vào tầm 230k rồi, phải rơi tầm 230k thì mới ổn được. Mà bây giờ còn 220-210 đấy thì hơi thấp nhá. Shiki chăng đang bị choáng. Ui team này của Vladimir khỏe quá anh em ơi. Chơi này bao tanh luôn, con kinh và con kinh thì còn 80-50, con Shiki bao tanh luôn, đứng đầu bao tanh luôn, đã tiếc. Còn đâu con kinh mà anh em mà đi trước hoặc đi sau ulti đội bạn, mà đội bạn còn chưa xả ulti ấy thì cái nội tại nó để tránh 100% của nó sẽ kích hoạt, hơi khó đấy. Nếu mà anh em chót mà đi sau đội bạn mà đội bạn chót mà đi trước đội bạn mà đội sau chứ à, đi trước mà đội bạn xả ulti vào là anh em tím, anh em giải mất cái hiệu ứng này, tránh đây à. Anh em mà đánh một đòn đánh mà anh em giải mất hiệu ứng 100% mà lúc đấy đội bạn mới nhồi ulti vào là anh em tím. Lúc đấy mà đội bạn mới nhồi ulti vào là khả năng là cao là anh em sẽ tím. Nên còn kinh thì cũng khá khắm đấy, khá khó chiến đấy. Còn khi mà nó không đánh mà nó cứ đứng im như này đấy thì anh em biết rồi đấy, đội tại nó tránh 100%, bao sát thương luôn, bao sân luôn đấy. Khi nó đánh một lần đánh là nó sẽ tự giải cái hiệu ứng của nó. Kinh ập vua Shiki sẵn lại còn chơi thần thể như này nữa thì trầu lắm đấy anh em ạ. Mà tôi vẫn thích xem những quả kèo build khô máu hơn, build khô máu để đạt cái lượng sát thương khủng, one hit đội bạn luôn. Trời thế nó mới gọi là chơi, nó mới phê. $4.7 triệu. Còn đây là kinh. Úi dồi, 1.1 triệu thôi. Chúng ta cùng so lượng sát thương của Shiki và Yamato vào pha ulti này nè.
và pha ulti này nhá, để xem attack cao vs attack thấp như thế nào này. Siki mid à, phải nói là cái chiêu ngộ ulti của Siki tỷ lệ mid là cao nhất trong các con ulti luôn. 8.8 này rất ổn định với Yamato. Con Siki này là ulti mid, tỷ lệ mid cao nhất trong các con tướng luôn đấy, khẳng định luôn, tỷ lệ mid cao nhất luôn. Thì đã bảo rồi, chơi Siki này là quả kèo nhân phẩm đấy, quả kèo nhân phẩm khá cao, mặc dù nó rất khỏe. Mặc dù nó rất là khỏe anh em ạ. Nhưng mà chưa bế được con Wanomaco 10 sao nhá. À, 7 round rồi vẫn chưa cắt tiết được Wanomaco 10 sao này. Cái gì vậy? Cái chuyện gì đang diễn ra vậy? Ba củ 6 này, một củ 3. Ơ kìa, này bảo sao siêu tướng Yang Rayleigh nó phải ra đời anh em ạ. Ba con tướng siêu đam ở thời điểm hiện tại. Thiếu một con lông đen. Mà còn đang không cắt tiết được con Marco này anh em ơi. Khét chưa? À, Marco ấy có 10 sao thôi nhá. Marco này có mới có 10 sao đấy. Ôi trời ơi. Mà này mà có con Zoro Emma nó mắc kỹ năng SP cộng hồn ý hải tạc, nó chém cho là chết anh em ạ. Nó chém cho là tuột xích đấy. Ôi kinh sàng được có 344k này. 1.6 triệu bây giờ nó giết được Marco này. Ôi sờ. Ôi 10 round cắt tiết được Marco anh em ạ. Còn đây là Siki sáng 7 triệu. Úi úi úi, lên kích 14 triệu không? 17 triệu 6 đấy anh em nhìn chưa? Lên kích x2 sát thương Kozuki Oden. Nếu mà chơi hệ nhân phẩm lên thì lên kích x2 sát thương là đội bạn tèo luôn. Đội bạn tèo văn tèo luôn. Tèo văn tèo luôn anh em ơi. Đây, thì hiện tại là Big Mom Mự tức Moon của chúng ta là chưa nhá con Siki ra, chưa thả con Siki ra, mới để quả team này thôi. Cu gian, cu dũng các kiểu thôi. Hôm qua VS với người chơi Yếp. Để xem lượng sát thương có cái gì đặc soát không. 29 triệu 10 round thôi à. Lông đen này hơi thấp nhá. Lông đen này vẫn chưa vắt được cái lượng sát thương đến ngưỡng sát thương của ấy rồi. Lượng sát thương của Hello. Để xem lông đen của bên lông đen của bên Moon Bill như nào. Lại có thân thể không? Tinh chuẩn à. 2.286k công mà Bill tinh chuẩn không chơi chấn động là được. Hay. Với lượng sát thương lượng lực chiến lớn như này mà không chơi chấn động thì hơi đáng tiếc anh em ạ. Tinh chuẩn à. Đây đâm ra lượng sát thương 10 round của lông đen này được có 29 triệu thôi anh em ạ. Ok. Ok, quả kèo ngày hôm nay là sẽ kết thúc ở đây anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, nhớ tham gia event để nhận code miễn phí anh em nhá. Bye bye. Chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ bên gia đình và người thân. Good luck.